action. Đây, màn một cảnh không biết mấy chục cũng cái cảnh cái phòng này. Đây, hai cha con đang chơi máy bay đó. Đây là máy bay mới của Thiện Cát, chú Phương mới mua cho Thiện Cát. Đó. Đây, chú Phương mua cho Thiện Cát nhưng mà ba chơi thì nhiều hơn là Thiện Cát. Đó, Thiện Cát với ba đang lái máy bay, ngầu chưa? Thấy chưa? Đó. Bà nội, ông nội nhìn thấy Thiện Cát lái máy bay ngầu chưa? Chết, máy bay đã bị xả cánh rồi. Nè, để quay cái mặt móc này. Cái mặt móc đang căng thẳng, lái máy bay đang căng thẳng đây. Thiện Cát ơi. Ôi trời ơi, Thiện Cát chạy ghê quá. Thiện Cát chạy ghê quá. Rồi, các bay lên đây. Này, quay máy bay kìa. Quay máy bay thì các bắt đầu bay lên rồi, bay lên đấy. Bực lên rồi. Rồi, xong rồi bay đấy. Đừng bay vô mẹ nha, mẹ đang quay đó. Máy bay Thiện Cát bay cao quá, nhanh quá nhanh. Bay gần mẹ quá. Thiện Cát ơi, máy bay của con bay cao quá. Mẹ bay không kịp theo luôn. Mẹ quay không kịp nè. Rồi Thiện Cát tới lấy máy bay nè. Lấy rồi Thiện Cát lại lấy máy bay đi con. Thiện Cát lấy máy bay nè. Trợ thủ đắc lực của phi công đó, Trần Xuân Nghĩa. Lính quýnh, Đem tới kia kìa. Đem tới đồ kia kìa. Anh Nghĩa nấu nướng á. Anh nấu trà đó. Tối nay ông. Phương à. Tối nay ông. Tối nay ông định thức tới sáng. Ra đây bay nè, ra đây bay nè. Trong đó chứ bay đây sao mà đủ chỗ cho con bay. Ra đây nè. Ôi giời ơi, nó đòi qua phòng chú Phương bay đấy. Trời, tôi quay hết chuyện, tôi quay cái mông đít của ông Phương không rồi trời ơi. Ghê. Hết rồi. Thiện Cát bay luôn rồi. Chú Phương chỉ cho. Chú Phương chỉ cho con. Rồi hai chú cháu bay đi, chú Phương cũng có một cái. Ôi giời ơi, đua nhau bay nhá. Thấy chưa, chú Phương có một cái, Thiên Cát cũng có một cái. Anh ơi, thôi anh chơi đi con, mà nó chơi một hồi cái máy bay chắc bay te tua quá. Ủa Thiên Cát bay lên kìa ba. Ủa Thiên Cát bay lên kìa ba. Thấy chưa, thấy chưa. Đâu, hai Phương bay một channel đó. Ủa vậy hả? Cùng bay đi. Không? Bay đi. Đó, bay lên kìa. Đó, Thiện Cát đang bay đó con, hay quá. Thiện Cát đang bay hay quá. Ôi. Thiện Cát bay hay quá. Chuyện quá phải có nghĩa chuyện bỏ tập lâm hết trơn luôn. Chị phim mà. Vậy bay đi. Ôi trời ơi, trời ơi. Bay đi. Thiện Cát, chú Phương. Chú Phương. Nên tao ba đi, thôi ba đi. Ba chị chứ. Cho cái máy bay bay rồi xúc cái lỗ tai ba luôn con. Không có kịp nữa, đau quá. Những đục vô lỗ tai đau ghê. Heo. Mình mở chơi cho đây. Mình bay thành tơ chứ. Sợ bỏ qua channel khác thôi. Ba mở đó, mở rồi đó. Cắt bay ra. Cắt bay đi, bay đẹp kiểu. Cắt máy bay được thôi. Rồi cắt bay đi, cắt bay bên này nè. Cắt bay bên này nè. Bay
xuống. Ghê chưa, Thiên Cát lái máy bay ghê chưa. Ủa, bay ra gì chinh? Bay ra gì chinh luôn. Ủa, mai mốt mình bỏ cái camera vô cái máy bay này cho bay vòng vòng tất cả các phòng. Chu 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 chu. Dừng máy bay lên đã. Thôi, stop, mẹ stop đây.